5 phút bắt đầu. Ồ quá dễ. Ngược lại với lại ngu dốt. Ngược lại với ngu dốt. Thông minh. Ờ chính xác rồi. Khi mà đổ cạn nguyên ta gọi là gì? Quán quân. Đổ cạn nguyên á, hồi xưa người ta gọi là cái gì? Cái từ từ Hán Việt. Cạn quân. Đổ cái mà hồi xưa mình thi thi cạn nguyên á, xong rồi cái mình được được ta ta rồi, được đậu, được đậu. Ờ đổ đạt, không phải phải, đó là một cái danh từ. Anh tài. Quên rồi. Quên cái này rồi. Quên rồi. Trời ơi. Qua đi, lát nữa quay lại. Lẹ lẹ giùm em anh Tiên ơi. Cái gì vậy? Đây là một cái từ trong mặt có được nói không? Cái từ trong mặt được nói không anh? Được. Cái từ trong mặt đó, ừ đây là một cái cáo giọng cổ. Bài hát. À, đây là một cái bài hát mà cái nó có 5 chữ mà coi như là đây là một cái quá trình mà mình bài hát chính trong chương trình. Bài hát chính trong chương trình. Chương trình gì? Cái chương trình gì? Chương trình Đường Đến Ngôi Sao. Cái chương trình gì đó mới nhắc? Người Hùng Tí Hon. Người Hùng Tí Hon. Chương trình Người Hùng Tí Hon bài hát. Thiên đường ẩm thực, thiên đường ẩm thực tế. Qua đi, qua đi. Qua đi. Trời ơi, cái gì mà nhiều chữ quá vậy? Đây là một câu tục ngữ. Có nói là bây giờ làm ra đời nhiều. Nhưng quá mình ra đời nhiều. Đi một ngày đại học một sàn phố. Đi rồi. Để lại từ đâu? Cái này năm điểm là rồi tiếp anh Kiên. Này dễ. Nó giống cái này. Nó giống cái anh đang điểm mà đậu, nó có hình mặt trăng. Nó có hình, nó gần gần như hình mặt trăng. Đậu nền. Đậu xanh. Đậu xanh. Đậu trắng. Cái gì trong cái bọc mà hai bán ăn nó bùi bùi nó bùi bùi hột mít không không phải là nó phải từ hột mít á, cái từ nó thanh tú hơn hạt mít. Hạt mít không không rồi bỏ cái mít đi. Nhưng mà hạt đậu không nó mấy con này đi ra coi nó hình mít mít rồi. Trời ơi, nó giống hình như cái mặt trăng. Qua đi bùi bùi bánh chung luôn. Trời ơi, bánh chung luôn. Trái điều. Hạt điều. Đúng rồi, hạt điều. Trời ơi, cái này rồi đi bây giờ mình đi thi. Hồi xưa đó đi thi đó mà đổ cạn nguyên nó là gì? Nó có hai chữ. Lớp 12 vinh vinh hoa gì vinh gì đó. Phú quý học lớp 12 là học lớp 12 là đổ cái gì? Đúng rồi, học lên không phải đổ thiệt. Cái từ đó từ hắn gì? Đổ gì đổ cạn nguyên. Mà trời ơi, mấy cái này đổ ai mà cạn nguyên cái gì? Nó là cái từ lấy đổ cấp ba. Không, từ lấy hai chữ tên. Qua đi đổ tốt nghiệp. Không phải luôn, từ lấy mà tốt nghiệp cái gì? Đổ bánh kèo. Qua đi. Đây là một bài hát mà coi như là mình đang đi cái tới một cái gì đó. Nó chiêu để lấy thiên đường ảnh đi tới ánh mặt trời. Trời ơi, cái gì nó chiêu theo mặt hát. Trời chiêu là kim tiền đang chiêu. Kim tiền anh sang chơi rồi. Không phải, con tôi mình đi tới một cái gì đó, mình có một cái gì đó nó chiêu. Mình được quán quân là mình giành được thành công. Mình đăng quang đó, mình đúng được cái chữ cuối rồi. Chính mình đăng quang. Không phải quán quân. Cái này có 5 chữ. Quán quân và quán quân. Mày ơi, qua tên bài hát mình làm hai đường tới đỉnh vinh quang. Thôi đâu rồi, quên rồi. Em yên tâm đi, với sự xuất sắc của chị Lê Giang thì chúng tôi tin rằng sẽ được hai bạn. Mời chị Lê Giang. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Are you ready? Yes, I'm ready to watch you. Yeah. Okay. I know. All right. Nó nói gì vậy? Ai biết lắm. Và bây giờ thời gian bắt đầu. Cái bánh không. Nghĩa là tôi giả dối. Nói với ngược giả dối, dối dội mà. Chờ, cái bánh mà để rồi lần. Giả dối. Nè, mùa bu lần là bánh gì? Mùa lần là bánh trung thu. Bánh trung thu sao? Bỏ đi sao? Đời mà tôi thật, tôi láo chuột chứ thật. Tiếp tục. Tôi đậu cái gì đó? Tôi đậu cái gì mà hồi nãy mà Mập nó nói còn cạn nguyên. Trời ơi, hay quá. Nhớ cái hộp kia. Chết rồi, xong, thua. Rồi, bài hát. Tôi đang bài hát Mỹ Tâm, những gì đó, cái gì đó. Và Mỹ Tâm hát. Hát tin chiến thắng. Chị không có được nói. Sả Như không được nói. Rồi, im. Cái gì? Cái...
Bây giờ này quan trọng là tiệm đen mình có khách không? Thôi mình nên nói gì vậy? Con gái, tôi nói mà cái mà béo vậy, cái béo mà. Trai trai làm sao vậy? Tôi đâu có nói trai. Chị mà. Anh nói, anh nói. Đâu, chị Giang mới nói trai béo. Không, 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 trời ơi. Coi, bà, bà, coi. Này, khoan, nghe, nghe, nghe em nhắc. Đây là tấm bảng cuối cùng. Nếu đúng tấm bảng này là không cần quan tâm tới đậu. Nhưng mà sai tấm bảng này là đậu sai nữa là thua đậu kia luôn. Rồi rồi, khách đắp bao nhiêu móng, khách đắp bao nhiêu móng. Không. Ủa chị muốn nói tìm neo không? Tìm neo, tìm neo. Khách đắp bao nhiêu móng? Hồi nhỏ. Tìm neo chị đâu vậy? Hồi nhỏ. Tìm neo, tìm neo ở đâu? Phải làm gì? Nhưng mà quan trọng hả? Quan trọng hả? Hồi nhỏ tao đi làm gì? Hồi nhỏ. Hồi nhỏ là. Hồi nhỏ không? Không. Bà tiên tao gậy mày. Hồi nhỏ là bị mẹ nè. Bà tiên tao gậy mày. Cái bạn là học tài thi phận. Mà bà nói chữ học 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 học. Và nhiệm vụ của em hiện tại là căng thẳng và nặng nề nhất. Cái nhiệm vụ của em phải làm sao cầm cái bảng mà đưa cho người ta thấy chữ này, bởi vì chữ này bự lắm, hiểu không? 3 2 1 bắt đầu. Ngày xưa lớp xưa ấy có một nàng công chúa. Cái mà mang trên vai của cái người cao nguyên á. Là ra và chàng được tự do cùng. Băng bắn gì làm bắn gì? Mang trên vai. Ba lô. Ba lô cái gì? Cái gì mà ba lô? Cái mà mang trên lưng nè. Mang trên lưng. Đi nè. Chị ta không qua đi, em không có làm gì bên Tây Nguyên. Em không làm gì. Cái mà làm bằng, anh phải nói là bằng cái gì á? Làm bằng gỗ, bằng mấy ở phải bằng ngứa, bằng tre ngứa. Thổ cẩm. Đúng rồi, thổ cẩm đúng rồi. Phải thổ cẩm. Qua đi. Qua. Chết rồi. Cái này là khánh. Gì? Cái này nè. Cái che mưa, che nắng. À, cái dù. Không, cái chữ khác. Cái ô. Đúng rồi. Cái ô. Rồi còn cái gì nữa? Trước đó. Dạ. Ngựa ô. Không. À. Em thấy qua đi có chữ tiếp theo nó dễ hơn. Rồi ok qua đi. Vậy luôn đó hả? Cái mà mình uống á. Xỉn. Nước á. Uống mà xỉn á. Rượu. Mà trên Tây Nguyên. Rượu cần. Yeah. Cái này cũng trên cao nguyên luôn. Những cái mà xếp thành tầng á em. Bật ruộng bật thang. Yeah. Chính xác. Hay quá. Cái lúc nãy em mới nói. Hả? Cái mà may trên quần áo á. Thổ cẩm. Yeah. Chính xác. Trời ơi. Cái này khó quá. Em trở lại như cũ. Từ từ em tập trung nè. Mang trên lưng. Cái mà mang trên lưng. Cái gì? Cái mà mang trên lưng. Đi. Còn một nàng công chúa. Ba chữ. Một từ mà ba chữ. Để đi hái rau hả? Đúng rồi, nó đó. Cái gì em? Phụng của Khánh. Hả? Cái gì em? Cái từ. Không ấy đếm đi Khánh, không ấy đếm. Đếm đi, không được dừng lại. Cái rổ. Cái gần giống nó nữa. Gần giống nó nữa. Cái xô. Qua. Còn mà. Qua em còn từ nữa. Quên là đang như. Cái nãy. Trước từ đó là chữ. Anh nói cái từ mà liên quan tới cái này đi. Không biết nó liên quan. Cái nãy. Hả? Cái từ đó là từ. Cái này đựng cái gì đựng chim, cái gì đựng chim? Cái lồng. Bỏ hai cái. Cái mà đựng chim bỏ hai cái âm cuối đi. À hai cái luôn. Cái lồ. Đúng rồi. Cộng với cái này. Cộng như cái này. Bỏ đi. Lộ. Anh giờ. Trời ơi, tự nhiên lộ. Anh đã nói là cái từ này chung hai cái mà em nghĩ sao? Em đâu có biết cái lộ là gì đâu, hồi nhỏ vậy không có biết cái lộ. Anh còn không biết nữa nè. Vậy sao anh không nói là tiếng chào trên shop Bumbo hay cái gì, Bumbo gì em biết. Đâu có biết đâu. Thì anh cũng không biết. Anh không biết cái từ đó. Anh quá tệ. Em không biết bao nhiêu nữa. Còn đếm dữ vậy. Nó đếm, nó rảnh quá nó đếm anh. 3 phút bắt đầu.
đêm á. Đêm gì, đêm gì? Đêm mở mắt, đêm mở mắt á. Đêm mở mắt. Đêm đi, đêm đi, đêm đi. Đêm, 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 đêm không mà không không được. Đêm mà vậy mà ngủ, không... ngủ, ngủ. Còn một chữ nữa, đêm mà không được. Bị ăn trộm, bị ăn trộm. Bị ăn trộm. Đêm mất đêm. Bị ăn trộm. Bị ăn trộm. Cướp đêm. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Qua đi, qua đi. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? Đêm đi, đêm đi. Cái đó đó. Cái đó đó. Thằng Sen. Cái đó. Cái đó, cái đó mà cái gì nè, bự, bự. Bông sen. Không, từ tới, nhỏ hơn. À, ngói sen. Cái gì? Qua đi, qua đi, qua đi. Ngói sen, bó sen. Trời ơi, cái gì? Qua đi. Mấy mấy người xưa búi cái đầu là cái gì? Củ tỏi hả? Đẹp rồi, là củ sen. Đấy, cao lãnh là cái gì? Cao lãnh là cái gì? Cao lãnh là cao lãnh là cái gì? Cao lãnh là cao lãnh miền Tây. Tên nữa, tên nữa. Cao lãnh là chữ gì nữa? Đẹp. Cao lãnh. Đẹp. Đẹp. Ủa gì vậy? Bung là bung hai, bung ba, hai, bung bốn à? Qua, qua. Cười. Đây, 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 cái này được nè. Ôi ơi. Cái gì? Cái này mà cái đó. Búp sen. Vậy sao phải chuyện gì? Để em nói. Để em. Để em nó sống nhờ cái gì? À, sữa. Đúng rồi. Cái gì, cái gì? Sữa hạt sen. Nè, 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 đừng. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Việt Nam đẹp nhất cái ở trên là cái gì? Tháp Mười. Đẹp nhất này. Bông sen. Gọi bao nhiêu đi, đây, đây, nhớ lại. Nè, nè, nè. Đẹp đi, đẹp đi. Hồi nãy. Hồi nãy. Mà bị ăn trộm. Bị ăn trộm. Mệt quá, đã mệt. Hết giờ chưa, hết giờ chưa. Không phải, đúng không? Đột nhập. Tiền, chỗ. Ăn cướp, ăn cướp. Hết giờ, hết giờ. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Và sau đây là bài hút dành cho các bạn. Bắt đầu. Trời, cái gì mà nãy mình ăn cái mấy cái đó để cho nó giảm cái đó đó. Cholesterol. Đúng rồi. Quay ta. Trời ơi, cái này á là cái miệng á thì nói là tốt nhưng mà trong cái lòng mình không có được tốt á. Miệng thì nói là từ tốt mà trong lòng không được tốt. Khẩu xà tâm Phật. Nói lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại. Khẩu. Khẩu Phật tâm xà. Đây, với chữ khẩu. Bỏ, bỏ. Rồi, rồi, cái nãy là gì? Cái nãy mình cá ăn với cái gì á? Cá ăn với cái gì á? Bánh tráng. Không không, cái món mà cá mà mình không được ăn đó, ăn với cái gì đó? Cá chiên áp chảo. Không, áp chảo chung với cái gì? Mướp. Đúng. Rồi, mình mỗi lần mà mình muốn đo này nè, mình phải đeo dùng cái gì? Đo tim. Không, cái chữ gì đâu, chữ gì mà có cái đó mới mới đo 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 đèn ở đâu? Có cái đó mới có đèn. Dùng cái năng lượng gì mới có đèn này nọ được. Máy đo điện tim. Không. Có cái gì rồi, đâu. Rồi, cái chữ đầu tiên. Không không có chữ đầu tiên nào trơn á. Cái chữ đầu tiên. Điện từ. Điện tim. Chữ gì hồi nãy bên đây không đoán được nè. Điện tâm. Rồi cái gần lại, cái lại, cái lại. Hai chữ, ba chữ lận. Chữ còn cuối cùng. Điện tâm. 12. 13. Từ. Có điện tâm từ nữa hả? Điện tâm 20. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. À, cái này là gì? Cái này là gì? Này là gì? Áo. Không, nhưng mà còn là gì? Gọi là gì nữa? Gọi là gì nữa? Điện. Cục trang. Bỏ qua. Trời ơi. Rồi. Nè, nè. Lòng, lòng. Lòng. Trời ơi. Giúp. Mẹ bảo lê như biển. Một cái này, một cái này. Ờ. Cái này là gì? Cái này là gì? Hai chữ. Trái tim. Một trái tim, một tấm lòng. Một trái tim, một. Bự hơn, lớn hơn. Thế giới. Không. Chú nhỏ lại chút xíu. Chim anh, chim anh. Chim một dưới quê gọi là gì? Dưới quê gọi là gì? Dưới quê, dưới quê. Con dơ mà, con dơ mà. Quay lại cái chữ mà. Đây, đó. Rồi đó, nè. Giữ lại nha. Cắm, cắm vô gì, cắm gì? Điện. Tim. Không phải tấm lòng. Này bên này nè, bên này nãy không được nè, bên này. Điện tâm. Rồi. Trời ơi, bỏ đi. Người ta gọi mặt gì, mặt gì, mặt gì? Đồ. Ờ. Trời ơi, dừng lại, khỏi cần đếm nữa.